5 tuổi đàn. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ test 4 mẫu máy cưa hiệu Echo từ nhỏ tới lớn nha. Đầu tiên là cây Echo 281 EBL, tiếp theo là cây Echo 331 EBL, tiếp theo là cây Echo 401 EBL và cuối cùng là cây CSV 381 đồng đứng. Cây đầu tiên là cây Echo 281. Máy này thì nó bê tông nó cỡ là khoảng 36 ly, nó dùng sinh chuột. Chiều dài lam phần nhìn thấy được nó là 35 cm nha. Rồi. Echo 331 EBL. Cái này thì nó cũng dùng sinh chuột luôn. Cái chiều dài lam của nó dài hơn thằng kia một tí rồi. Nó cũng cỡ khoảng 35 cm thôi. Cái dung tích xy lanh nó là 33.4 cc. Cây thứ ba là cây Echo 401, cái máy này thì nó lớn hơn, hàng kia nó dùng cây sên lớn 72 đây. Chiều dài lam nó là 40.5 cm. Cái dung tích xy lanh của con này là 40.2 cc nha các bạn. Mẫu Echo 401 và 441 thì nó cũng đồng giá tương đương với nhau. Rồi cái cuối cùng là cái Echo CSV 381 đồng đứng. Cái thằng này thì dung tích xy lanh nó là 40 cc, nó cũng dùng sinh lớn 72 và lam 40.5 cm luôn. Rồi, đây là phần tổng quan của 4 cái mẫu máy cưa Echo nha. Rồi mọi người nào quan tâm thì có thể inbox hoặc điện thoại trực tiếp cho mình qua số điện thoại và Zalo 0976 450089 nha. Chào mọi người ạ.